giải cứu 11 người thoát khỏi đám cháy công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương lại thêm bé sơ sinh bị bỏ rơi. Những thông tin nổi bật tối ngày 22 tháng 7. Cá chết trắng trên dòng kênh Đen Ngòm ở Đà Nẵng. Đâm trọng thương cha của bạn vì sợ bị báo công an. Thanh niên nghiêng áo đá chém hai cô gái trong tiệm massage ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 8 giờ sáng nay 22 tháng 7, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà 5 tầng là trụ sở công ty ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Lửa kèm khói đen bao trùm công ty khiến 11 người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ sau đó đã đưa 11 người từ sân thượng xuống đất an toàn. Một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại gần chùa vào rạng sáng nay, trên túi vải có ghi tên Tuệ Mẫn, sinh ngày 18 tháng 7. Ủy ban nhân dân phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông báo tìm thân nhân của bé gái. Xét xử phó giám đốc công ty Thành Bưởi và lái xe trong vụ tai nạn làm chết 5 người. 3 lần chở ma túy thuê, người đàn ông lãnh án 20 năm tù. Lộ diện cao tốc đẹp bậc nhất đất nước chạy xuyên rừng ngập mặn.